Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn sáng nay đã chủ trì kiểm tra bắn đạn thật cho đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tổng tham mưu năm 2022 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Bộ Tổng tham mưu kiểm tra bắn đạn thật từ ngày 12 đến 23 tháng 9. Ở nội dung kiểm tra bắn súng ngắn K54, các cán bộ sĩ quan dưới 45 tuổi đã thực hành bắn bài 1, sĩ quan từ 45 tuổi trở lên bắn bài 1B, với đối tượng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thực hành kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1. Cả hai nội dung kiểm tra đều được tiến hành theo giáo trình kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh năm 2021. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu ban tổ chức cần điều hành kiểm tra chặt chẽ, khoa học, thực hiện nghiêm giáo trình kiểm tra, đánh giá kết quả trung thực, khách quan. Các đồng chí tham gia kiểm tra bắn đạn thật phải chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn trên thao trường, bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả cao nhất. Quá trình kiểm tra cần góp ý, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tham gia để khắc phục những nội dung còn hạn chế. Qua đây, nhằm đánh giá kết quả huấn luyện bắn súng, trình độ sử dụng vũ khí trang bị của các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng của các cơ quan, đơn vị Bộ Tổng tham mưu. Đây là cơ sở để rút kinh nghiệm trong huấn luyện, có chủ trương, biện pháp kịp thời để nâng cao chất lượng huấn luyện của cơ quan, đơn vị trong những năm tiếp theo. Sáng nay, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức kiểm tra điều lệnh đội ngũ đối với các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị khu vực phía Bắc. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Trong thời gian qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện điều lệnh. Nội dung kiểm tra gồm điều lệnh đội ngũ, nhận thức các văn bản về điều lệnh quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đây là dịp để lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, rèn luyện bộ đội, đưa việc thực hiện đúng điều lệnh trở thành nền nếp, nét văn hóa đẹp trong phong cách quân nhân, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị chính quy, mẫu mực về điều lệnh, cũng là cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật của các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị. Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương, đánh giá cao các cơ quan đơn vị đã tổ chức huấn luyện nghiêm túc, tham gia kiểm tra đầy đủ, đồng thời yêu cầu ban tổ chức và tổ giám khảo bảo đảm chính quy, thực chất, minh bạch, khách quan trong chấm điểm, đánh giá thực chất từng nội dung.